Dạ. Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày ngày 10 12 tháng 1 năm 2022, dòng ngày 21 tháng chạp năm nhâm dần hả? Phát lương cho Bằng Lộc nha anh em. Thì Bằng Lộc á thì lương của Bằng Lộc á là mình công bố mức lương của Bằng Lộc luôn. Là mình trả lương cho Bằng Lộc á là vừa thợ nhôm, thợ cửa cúng, thợ làm mái luôn. Mình trả cho Bằng Lộc là 19 triệu một tháng thôi ha. Bằng Lộc làm được 10 tháng, một năm mà làm 10 tháng là 190 triệu. Bằng Lộc ấn hết 125 triệu. Đúng không ta? Ấn 125 triệu. Là còn lại 65 triệu. Đây. 65 triệu nha anh em. 65 triệu thì bây giờ mình trả lương cho Bằng Lộc trước nè. Đó, anh em thợ nhôm thì mình trả chỉ có 12 13 triệu thôi, 14 triệu thôi. À 65 triệu rồi đây. Bây giờ cái này là 50 nè. 50 triệu. Với lại cái này là 15 là 65 là tiền lương của Bằng Lộc này. Đó là 65 triệu. Và cái này là mình Bằng Lộc năm nay làm nhôm mà làm ít, nhưng mà làm máy là làm rất là nhiều, hỗ trợ anh em cực kỳ luôn, ngày đêm hỗ trợ là liên tục. Điện thoại là hư tài lan tài lưa luôn. À tưởng là 15 triệu bằng anh em nhôm kính này. Là 15 triệu nữa là coi như là nhiêu? 80 triệu. Rồi còn 20 triệu này á là tiền trách nhiệm máy móc nha anh em. Đó là tổng cộng bao nhiêu đây? 100. Là cuối năm là Bằng Lộc còn 100 triệu nha anh em. Còn bên mình á thì tài xế thì bên mình trả khoảng tầm 10 tới 12 triệu. Còn thợ nhôm mà vừa vừa thì mình trả 12 13 triệu, còn thợ nhôm ok thì mình trả 14 15 triệu. Thợ cửa cuốn cũng 13 14 triệu nha anh em. Còn thợ phụ mà vô đây học nghề á mà làm cửa nhôm hoặc là làm máy làm đồ á là mình trả cho một ngày là 200 ngàn. Anh nào làm được được thì mình trả cho 300 ngàn. Đó rồi từ từ mình sẽ tăng mức lương lên. Rồi bây giờ chốt lương với Lộc đi. Cái này là 50 triệu là em chỉ khoảng hay sao? Bỏ thằng đếm. Bây giờ đếm đi lại đi rồi đưa cho em luôn, em cắt luôn. Là mình tính lương tới ngày 25 luôn nha anh em. Chiều ngày 25 tháng chạp luôn. Đó, em đếm lại đây rồi anh giao tiền cho em luôn. Còn cái này em cắt thì cắt, không cắt thì chuyển khoản cho. Còn mình thì còn không được bao nhiêu trơn á. Cuối năm còn như đây. Đó, còn có 1.000 đô với lại 1.000 đô với lại 20 triệu để ăn Tết, để về quê ăn Tết thôi. Còn cái tiền này thì đi đường. Vậy thôi. Nói chung là làm chủ thì sẽ không bằng thợ trước hơn. Đó, anh nào muốn làm thợ thì đổi, tôi đổi luôn. À, Bằng Lộc có tính tiền nha. Ở nhiều bữa trước thì mình cũng làm một cái video. Thì mình nói về cái lương hướng này kia thì anh em nói là chắc cũng đưa xong lấy lại. Nhưng mà anh em yên tâm nha. Mình làm việc không có chuyện đó này. Đó đây. Rồi còn một cái này nữa này. Một cái tâm riêng nữa. Bằng Lộc á là làm ở đây á là được 5 năm đầu rồi. Là mình đã trả tiền tâm riêng rồi. Bây giờ 5 năm tiếp theo lấy cái video này làm bằng chứng luôn. 5 năm tiếp theo mỗi năm như vậy là mình cho riêng Bằng Lộc là 30 triệu. Nhưng mà với điều kiện á là cái lương này á, cái tiền tâm riêng này á là sau 5 năm mới được lấy nha anh em. Đó, sau 5 năm còn cái chuyện nghỉ ngát là không có tính. Một năm làm 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng đều được 30 triệu hết. Là sau 5 năm mà hôm nay được 1 năm rồi. Sau 5 năm á là mình trả riêng cho Bằng Lộc tiền tâm riêng này là 150 triệu. Đó, anh em nào thấy mức lương này nó ok thì vô đây gặp Bằng Lộc. Đây nha, 150 triệu. Đây bằng lương này, quay bằng lương cho anh em xem. Cứ để mất công rồi anh em ấy nữa. Cũng ba, quay dòng máy đi bên Toàn Phúc là có bán máy rồi này kia. Lộc đếm tiền đủ chưa? Đúng rồi anh. Rồi, bây giờ nó vẫn có bên cái điện thoại quay cho. Đó, hôm nay là ngày 20 năm rồi nha anh. Đây có anh em thợ đây. Còn mà thợ vô, thợ đường thì cũng làm gì ăn quá thì thôi, mình không trả lên cao đâu. Cứu rồi, nhưng mà không muốn cái lưng cho anh em biết luôn thì để anh em kêu là đâu nhiều tiền chứ vậy. Tại làm máy là thôi nha anh. Bên mình là sản xuất máy và cung cấp máy cắt một đầu hai đầu đầy đủ luôn. Đó, anh em nào mà có nhu cầu các máy móc này bên mình sản xuất luôn nha anh. Sản xuất cho anh em luôn chứ không phải bên mình là mua cái máy của mình như cắt thích cho anh em. Đây anh em nhìn cái kho gửi lương cho anh em sau hết với tiền hết đó để cho anh em có tiền để sắm quần sắm áo gì đó, sắm vàng gì đó cũng được. Đây còn một mắt mình nói chung là cuối năm rồi máy mình còn rất là nhiều chuẩn bị cho anh em cũng còn mua vàng cho anh em. Anh em nhìn đó mua vàng tháng năm là giao hàng cho anh em.
qua tất nhiên là mình có tiền là đó, ở đây mà có nhu cầu thì mình sẽ còn video hay là thay là mới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.